Thì hồi bữa mình có các thứ như là fry, nghĩa là Nước chiên chiên. chiên At, we at. Đâu, bây giờ mình nhìn cái hình nha. So what's this one doing? Em mô tả cái hình giùm chị đi. What's this one doing? What's she doing? Ừ. Nói là đang chiên trứng thì mình nói sao? Ở trên một cái chảo thì nói sao? She's She's she chiên trứng trên một cái chảo. sao she ủa Chiên trứng trên một cái chảo. she fry Chiên fry fry in. she Chiên trứng fry mà. She's fry in. Cái gì nữa? Right, Trứng. right, Trứng là gì? dạ là egg, X mấy trứng? s, Kể trên một cái chảo, trên một cái trong một cái chảo. trong một cái in the pan. A pan, huh? In a pan, ở trong một cái chảo. Rồi. And fry an egg in a pan nè. Đây, đây em thấy nè. Fry an egg nè. How to fry an egg? Nghĩa là cách để mà chiên một cái chảo. Ha. Rồi. Rồi, next. Lộn người. Here go. Okay. Từ 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 bình tĩnh các bạn vô cùng bình tĩnh. Wait a minute. Bạn nào cũng cần được hồi đáp hết. Rồi. Next, fry an egg. Rồi next, cái hình này người ta đang làm gì? What's he doing? Đang thêm muối vô trong cái tô. She's thêm add thêm chữ đang đâu? Chữ đang đâu? In she's adding she adding muối sweet sugar oil I'm sure. salt She adding sauce. Salt. salt Salt. 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 vào một cái chảo, vào một cái tô. In the pot. Into đi, into, adding into Into. a bowl of, tô gì này ra? X hả? Tô trứng đi, có gì đi. Rồi, ông này, what's he doing? Biết he she vậy, kêu đại, what's he doing? Móc Đang luộc chuối. He's là luộc luộc Một cái là fuel á, peel fuel peel phải peeling trái không chuối. ta? Trái chuối. Fuel. In The the banana, banana. banana. Okay. Hình số 4, what's he doing? Đang đổ sữa vô một cái ly. Pouring. Động từ nó nằm ngay đó đó em. Đây. Pour, pour, Pour. pour. Sữa vào một cái ly. Coin.
pouring milk vào trong là into hay là out of? into Into một cái ly. into into the A class hay là classes? glass glass A glass. A class. glass Okay. Is he pouring? He pouring milk into a glass. Yeah. He pouring milk into a glass. Yeah, nói nè, he's nha, quên. He's chủ ngữ phải thêm to be rồi mới thêm in được. He's pouring milk into a glass. Yeah. He pouring milk into a glass. A class. Glass. 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 Okay, glass. Next, what's he doing? Anh này đang cắt cà chua trên một tấm thớt bằng một con dao. Cắt. Từ từ. Hey. What's doing? Cắt cà chua. Cut. Cutting. Cutting, chữ này là phụ âm nè, nó theo công thức là phụ âm, nguyên âm, ha, nguyên âm, xong rồi lại tới phụ âm ở cuối, mà em cộng cho in á, thì em sẽ gấp đôi phụ âm cuối nè, double cái phụ âm cuối lên, nha, nên nó sẽ cut, mình thêm tờ cái rồi mới mới in, cutting, đấy, he's Cutting. cutting cà chua. Cà chua. Chua Potato hay làm tomato? tomato Tomatoes. Thêm S tomato S. Ừ, thêm S. Đọc là tomato hay tomato tomato is. Tomatoes. Hả? Okay. tomatoes Ở trên một tấm thớt. Trên. Trên. On tấm thớt. on Board hả? a Cutting board. paw Cutting board. Một tấm để cắt thì gọi là tấm thớt. Rồi, bằng một con dao. Bay ở. Con dao. paw Fork hay là knife hay là spoon? Knife. Knife. Đấy. Rồi. Knife. Từ nay em sẽ là người đàn ông của bếp. Cái gì cũng biết hết. He's cutting tomatoes on a cutting board by a knife. Rồi. Yeah. He's cutting Tomato. Tomato. tomatoes. Tomato, Okay. cutting Board. board, Board. port, 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 Board. port, Board. pie, knife, Knife. 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 Right, that's it. port. Four, Còn này là gì? four. Vegetable. Veg. Vegetables. Vegetables. Vegetable. Vegetable. Vegetables. Đó là thờ bồ nha, chứ không phải thầy bồ. Vegetables. Vegetable. Vegetables. Table. Thầy hay thờ? Table. Vegetables. Rồi. Vegetable. Ok. Rồi bây giờ mình thấy cái mình có một số bài tập em có làm chưa?
Bài tập là gì em cũng không biết nữa. Hả? Bài tập chưa vậy? Hả? Thấy im lặng dưới trời. Trời ơi, sao mà ở đây im lặng mà nó cô đơn thế? Hả? Nghe lại thử cái này xem. Trời ơi là trời. Rồi, hôm qua em đã làm gì? Hả? Lát nữa học xong ngồi làm bài tập luôn nha. Rồi làm gì đó làm. Cho nó chắc. Lúc đó là nhớ nhiều nhất á. Rồi qua buổi sau là bắt đầu quên rồi. Rồi, thì ở đây nè, mình có nè. Grilled cheese ingredients. Mình hãy đánh vô cái con mấy cái nguyên liệu để làm phô mai nướng. Bây giờ cookies có không? Eggs có không? Suy nghĩ nhanh đi. Cheese có không? Có cheese không? Đã làm grilled cheese nè, làm phô mai nướng á, pickles có không? Hay là cheddar Mà cheese? nướng Ừ, làm phô mai nướng, grilled cheese, chicken có không? White bread? White bread không? không Rồi, chưa? Chicken không? Mở nhạc lên coi cho vui coi. Rồi, bread có không? phô Cookies, mai nướng butter được không? Pickles không? Không. White bread được không? Cheese không? chi chết Cheese. Làm cheese mà không có cheese cookies được không? Banana, chicken, no butter. No, thôi. Butter làm gì chồng? Butter làm gì chồng? And next ingredient đi. Làm bài tập vui mà có gì đâu mà sợ. Rồi, cái nào là ingredient for cracker sandwich? Ingredient là nguyên liệu. Ingredient. Ingredient. Yo. Ingredient. Yes. Nguyên liệu. Ingredient. Đấy. Ingredient. Rồi. Yo, which is an ingredient for cracker sandwich? Cracker cũng là bánh bánh quy với bánh kiểu này nè. Vậy thì cái nào là ingredient cho cracker sandwich? Cracker hay là apple? Cracker. Cracker. Rồi, which is an ingredient for cracker sandwich? Jam hay là egg? Mứt hay trứng? Vậy là trứng Hả? Trứng sao làm cracker sandwich được? Phải jam chứ. cracker sang Đấy. Rồi, ingredient for cracker sandwich. Ý ý nó là cái nào là dùng để nấu á ha, cái utensils nào, pot hay là knife hay là shredder, cái đồ để giờ là pot pot hả, pot làm sandwich sao em? Không, nấu mà sandwich mà sandwich á, đó lấy cái bánh ụp lên quẹt ra một lớp á, lớp dâu á, lớp lớp mứt á, thì mình phải là knife hoặc là shredder. Shred, shred, shredder có nghĩa là spread, spreader ha, có nghĩa là cái đồ mà nó dùng để mình spread là mình tán ra, mình lan ra, thì tán ra spreader có nghĩa là cái đồ mà cái đồ trải cái mứt á, cái đồ quẹt mứt á, đấy là spreader. And cái nào nữa, sandwich plate hay là pot? Để sandwich lên á thì dùng nào? Plate. Cái nào cho Play. cái snacks? What snacks did we make today? Mac and cheese hay là cracker sandwich? Con này hỏi gì? Asana What snacks did we make today? Cái snack đồ ăn đi. vặt nào? Chúng ta làm bên này. À, chúng ta đã làm ngày hôm nay là mac and cheese hay là cracker sandwich? Really? We didn't make mac and cheese. Mình đâu có làm mac and cheese đâu. Mình làm cracker sandwich. Hả? Đấy. Đấy, nãy giờ mình toàn làm cracker sandwich không à. Rồi, thí dụ như thế này đi. Cooking ha. Đấy. Yo. Nhìn hình này sao? What are these?
What are they? Knife and fork, spoons, eating sticks, and cutlery. Knife and fork. Oh fork. No, ngoài ra còn có gì nữa đây? Spoons. Đúng không? Nó còn có spoons nữa. Rồi có toothpick không? Có nhang, có tâm nhang, tâm răng ở đây không? Toothpick. Huh? Toothpick. Có không? Dạ không. Không. Vậy thì này, mình chọn nào. Ủa? Spoons không được không? Spoons không được. À, eating sticks được không? Mấy cái cây để ăn được không? Dạ không. Cutlery là gì? Nghe quen không? Cutlery. À no. Cutlery. No, cutlery. Không ta, không đọc được hả? Yo. À, cutlery. Cutlery. Cutlery là, nói tóm lại là dao kéo muỗng đĩa. Thí dụ như knife, fork, spoons. Ha. Đấy, thì gọi là dao kéo. Dao thì dao nè. À, fork là đĩa nè. Muỗng nè. Đấy. Yeah. Đọc với em. Cutlery. 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 Yes. Cutlery. Right. Cutlery. Next, cái gì đây? What's this? Trời ơi, bó tay rồi. Cái này là cái gì đây? Spatula gì? Kệ nó đi. Mấy này khó quá chưa học. À, bỏ qua. Yeah, cái này dễ nè. Cái này là cái gì? Cái scales ha, cứ thuộc lòng thôi. Mấy cái này thì mình cũng chưa biết nè. Cái này dễ nè. Gì đây? Còn cái bếp. À, cái bếp là cái gì? Fireplace không? Cái nơi có lửa không? Yeah. Không, fireplace là cái lò sưởi. Cái nơi có lửa là cái lò sưởi. Fireplace. 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 À, đọc khép mới lại ha. Fire. Fireplace. Fireplace. Place. Có nghĩa là sờ. Place. Nhớ em. Fireplace. Place. Fireplace. Place. Đi. Nhanh lên ha. Không được bọc vào play nha. Chỉ trong một âm thôi. Fireplace. Fireplace. Đấy. Vậy cái này có phải fireplace không hay cooker? Cooker. No oven. Ủa hấp hả? Cái giỏ. Hob. Còn cái oven là cái lò, còn cái cooker là nồi cơm điện. Oven. Oven. Cái microwave mới là cái lò vi sóng. Microwave. Microwave. Vô em. Microwave. 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 Đọc đi. Microwave. Microwave. No, not cool. Microwave. Microwave. No, để làm ơ. Microwave. Yeah, microwave cũng được, phiên âm là ơ nhưng đọc là ô. Good job em. Rồi, mới nói xong. Chữ nào? Microwave. ABCD. Chữ cuối cùng. Rồi. Wave. Wave cho em. Wave. Rồi, wave. Cái này là cái pen gì? Nó là cái saucepan á, là cái chảo nước sốt đó, có nghĩa là chảo cái lòng sâu á, nhưng mà nó là cái nào? Yeah, bi ạ. Bi, saucepan. Đọc đi em. Saucepan. Cơ e là sờ nè. Saucepan. Cái này là gì? Flying pan không? Chảo bay. Bay. Chảo chiên. Si ạ. À, đọc đi em. Frying pan.
Frying pan. Frying pan, còn này là gì? What's Mà cuối cùng đầu sao? knife, Knife, knife. bỏ cờ. Ha. Cái này thôi không biết. Skinner hả? Không phải. Cái slicer hay là cái peeler? À, em biết cái động từ peel là gì? Peel the banana. Peel Peel the banana. gọt không? Lột ha. Yeah. So peeler là cái đồ lột vỏ. Cái đồ ẹn ẹn. Nhiều khi nó cũng có cái từ gì đó em. Thì nó gọi là cái đồ lột vỏ giống như Việt Nam mình nhớ. What type of spoon is this? Spoon này là cái time nào em? Cái loại nào? Mini spoon, spoon nest, tea spoon, soup spoon, table spoon hay dessert spoon? Teaspoon. À, teaspoon, soup spoon là muỗng súp này, table spoon là muỗng canh này, còn dessert là món tráng miệng ha. So I guess this is spoon. Rồi còn này là the ice này đang bị melting, đang bị tan ra. Nha, cái này thì em có những cái từ em cũng biết là heating up là gì. Heat, nhà mình có cái heater không? Phải có Dạ chứ, chịu có. gì nổi đúng không? Vậy thì heating up nó sẽ là đang nóng lên, watering là đang chảy nước ra. Còn freezing là gì? Hôm nay trời rất là freezing cold, phải mặc mấy lớp áo luôn á. Thì lạnh đóng cứng luôn. Nha, freezing cold. Freezing. Freezing cold. Freezing cold. Frozen. Freeze, frozen. Đấy. Đây, em biết phim hoạt hình Frozen không? Let it go, À, dạ let yeah, it go. Thì đó là chuyện này nè, bị đóng băng nha. yeah. Nên nhà mà có cái freezer nó sẽ nằm ở tầng dưới, còn cái fridge là nó nằm ở tầng trên. Nghĩa là cái fridge còn nhớ không em? Fridge là cái refrigerator. Là Dạ, tủ lạnh à cái lãnh tụ, quên cái tủ lạnh. Sau cái á. freezer nè. Đấy thì em sẽ có cái freezer nó ở dưới. Đấy, tủ đông á. Còn cái fridge nó ở trên. Đấy. Đấy. Rồi. Nghe cái nhạc phim mà nó là ám ảnh luôn. Let it go. Let it go. Rồi. Next. Hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ còn mấy cái như là cooking thôi. Here we go. Let's see. Rồi. Miss. Cái nào là miss? Miss nhà si Rồi. Cái nào là choose? Choose là gì em? Choose một cái đi. Ba cái choose một cái đi. chọn Choose, chose, chosen. á. Đúng rồi đó. Choose, chose, CA. Choose, chose, chosen. À, choose, chosen. Nó cũng giống như freeze. Không? Thì ở bên này người ta choose, chose, chosen. Nó giống 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 được hai cái khúc này nè. Đấy. Chọn đã chọn. So, cái này là bake. Nướng. Đây Bake, bake, dạ ai ạ hey bake. Còn cái này, fry. Right là B. Rồi, cái nào là cut? At cut cut He là cutting? B. What's he cutting? She cut cut in Hành. rep Ấn cái gì đó. ấn cái gì đó, ấn đi. He's cutting onions. He's Onion cutting là onions. onion Nó là on nhi on ấn onion onion ấn ấn nhi ấn. onion Bà lúc ấn lúc on mắc mệt. He's cutting Em. onions. He's cutting Dạ, đôi khi người ta khóc quá, người ta hỏi là who's cutting onions? Ai cắt hành vậy? Nghĩa là ai mình khóc quá, người ta hỏi trời ai cắt hành ở đây vậy? Đấy. Rồi, and next, add. Nhà là B. Rồi, sorry. And put. Put là gì? Put it here. Thí dụ mình chỉ đang cầm cái này xong put it here. Để À, đặt để. Nó sẽ tương đương với chữ place nha, để em học luôn cho em dễ nhớ nè. Put bằng place. Place là nơi chốn á, nhưng mà nó cũng là đặt để luôn ha. Nên em đặt một đơn hàng á sẽ là place an order. Hay không? Đấy. So, đặt một đơn hàng mà không put an order được, nhưng mà place an order thì được.
đặt một đơn hàng. Em là hay online đó. Place an Put order. your hands Your hands man. Mình thấy mình nói được đúng không? up. Put your hands up. Đã put. Put your hands Your Đấy, hoặc là hands put your hands in the air. up. Put your hands Vô em. the air. Put Right. Đấy, mình nói được á thì mình sẽ your đọc như là nó ha. How do I place an order? Làm sao để tôi đặt một đơn hàng bây giờ? Đấy, place an order, đọc ha. How do I place an order? How to place an order. Yeah, please. Place. That's right. Không đọc Okay. kéo. Please. Play nha. Đây nè. Put your hands in the air. Tè đó. Tè tè. Để lát nữa chị mở cho em nghe cái này. À, em có coi Super Bowl mỗi năm không? Nó chị không coi người ta ra đánh đánh nhau mà chị có coi halftime show của năm nay á, là Usher nè. À, ổng có cái khúc đó, ổng sẽ mix nhạc cái bài đó luôn á. Tè thế, tè thế. Nhưng mà nó phải khúc sao đó nó mới ra được cái bài đó lận. Từ. So bây giờ mình sẽ có những từ như hungry, thirsty, hamburger, sandwich, milkshake and tea. Thì mình có thể đoán đi, hungry là Để I'm đó so hungry and then mình th I'm so thirsty, I need some water. Give me some drinks. Thế thirsty là thì là khác. drink, nó có vừa là uống đúng không? So drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Thì ở đây nè. Nhất quyết không cho đúng không? Rồi. So uống ha. Và nếu như em có to be á, em lấy vớt ba xuống em sẽ là bị say nha. I'm drunk. Em say quá. Đấy. And cái này nè. I'm drunk. Ở này mình chưa xong nữa ha. Chop 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 đi em. Chop là gì? Chop 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 chop. Chop 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 là chop onion á. Chop vegetables into pieces. Ra thành từng miếng. Giờ mình chop là Chắc không? Chắc không? cắt. Chắc không? Roll, 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 Rồi. lăn. Mình lăn. Tên. At, rồi. Bake. Remember. Còn nhớ bake không? Là Em cái coi baked potato nè. Baked potato. Đấy. nướng À, nướng. Rồi. Sorry. Here. Mình có put. đặt Lấy gì đâu. là đặt làm bi Rồi. Put đặt để. Measure là cân chỉnh. Cân đo. Measure. measure measure à dạ si Rồi. Cái đó có cái scale sao? Wash. Remember, wash my face, wash my hair, rửa rửa wash my tắm dog. Giờ hình nào? giờ làm ai Rồi. Còn này là I wash my body. Thì ra tay tắm thì người ta cũng gọi là wash up. Wash up. Wash up. Wash Ha. up. Wash up vừa là tắm, Wash vừa là rửa sạch, vừa là rửa chén. Tùy. And mình có sprinkle. Sprinkle. Rắc. Này cũng chưa học nè. Boil. Boil là 100 độ. Thả cái trứng vô, mình boil cái trứng xong vớt ra. nước sôi gì À, đó luộc. à, Ha. luộc Yeah, vậy thì luộc trứng là boiled eggs. boiled Trứng bị luộc. Boiled eggs. Rồi. Vậy thì eggs hamburger, sandwich, milkshake là gì em? Shake, shake, shake. Shake là gì? yeah. Em nghe bài Shake It Off. À mà thôi. Shake nè. Sick. Shake Hai người gặp lắc nhau sẽ shake cái hands. À lắc. À, lắc hoặc là rung.
Đấy, nên milkshake là gì? Sữa gì? Sữa Sữa, mà. Cầm lên đá xong sữa lắm. lắc. À, milkshake and tea dễ rồi, đúng không? Rồi, and so sandwich. Mình nhớ chờ lên nha, sandwich. 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 Ok, so mình có fast food vocab đi. Fast food vocab ha. Ok. Google cho mấy từ đơn giản thôi nha. Food, Fast là nhanh. English vocabulary. Thức ăn nhanh. Yeah. Burritos. Yeah, À, cái này là burritos. Burritos là gì đây? Anh có ăn này không? burrito. Cửa mẻ của Mexico á. Em biết mà không chưa ăn. À, ăn thử hình như người ta nói cũng ngon. Burritos với lại tacos á. Tacos. À, chi. Burritos. Này đọc sao? Chi cheeseburger. À, mình có sờ nè. Cheese. Bỏ e đi. Cheese. Cheeseburger. Cheeseburger. Ok. Cheeseburger. Yes. Đấy, đọc vậy á. Này là cái gì? Vô. Ấy dò. Chicken. Chicken Chicken nuggets là gì? nuggets. Giống như là Chicken chị cũng không nhớ rõ nữa. Chicken nuggets. À, nuggets. chicken nuggets. Chicken nuggets. À, ra thế. À, là bên. Là bên. Rồi. Chicken Gì đây? Chicken wings. Cánh wings. Rồi. Quá dễ, quá dễ. And next. gà. Corn Corn là trái gì? dog. Corn nè, cho một corn nè. Gì đây? Nhà tiếng ngô, À, trái bắp. Vậy bắp. corn dog là trái bắp. Nhưng không. Nó lại là cái cục bột quấn quấn lên gì đó. À, thế thôi. Chả hiểu tại sao ông bà mình lại nói thế. Corn Corn dog. Giống như hot dog á. hot đó. Donut. Donut. Donut ha? Này khỏi nói luôn. Donut. Fish and chips. Đọc em. Fish and Chips. 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 Nghĩa là gì? Chips. Cá và Một cá và chips. chips là này nè. Khoai tây chiên. Một tay. Nha. Nếu ở Mỹ thì gọi là fries, nhưng mà món này thì phải gọi theo đúng tên tiếng Anh của nó là fish and chips. Nhưng mà chips ở Mỹ thì là khoai tây chiên mà ép lát á, bỏ vô bịch á, thì mới gọi là chips. Đấy, nên các anh các chị fried chicken Fried chicken. là Yeah, hả? Fried. Fried. gà Rồi. nướng. And Fried bên kia. rice. Đọc tiếng Anh em. Fried À, fried rice. rice. Fry chứ không phải phai. Fried. Fried. Fried rice. Five rice. Ok. Fries. Chips. Fries. Rồi. Chips. Chips. Chips y ngắn đọc thành e. Chips. Chips. Fries. Chips. Fries. Chips. No, chip hay chip? Let's see. Chip chip. Chip, Chip. Chip. chip, chip, Ừ. Next. Này dễ. Yeah. Chip chứ không phải là... hamburger, Này cũng dễ nè. nachos, Nachos cũng là một món Mexican food ha. Mexican dishes. Mexican dishes, Rồi. Mexican Mexican dishes. dishes. Mac nè. Mexican dishes. Mexican. Đọc sao em? Mexican. 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 Mexican dishes.
Rồi. Noodles. Là gì? Noodle. Là gì? À, vậy là mì. Mì. À, noodles, mì. Onion rings. Onion rings, nghĩa là gì? Rings là cái nhẫn hoặc cái vòng. Onion là gì? Onion, xong rồi khóc á. Then you cry. You Vậy là củ cut hành. onions. À, nghĩ là vòng hành, lấy hành ra chiên bột chơi vậy. Tụi nó ăn qua thứ quá dễ sợ. Pie. Hai Pie là bánh ha. pie. Có thể bánh ngọt hoặc bánh mặn gì cũng ok. Đấy, như thế này gọi là apple pie nè. Đấy. Apple pie nè hoặc là strawberry pie đều ok. Vậy em nghĩ gì đó nha. Pizza. Pizza, pizza hay pizza em? Pizza. Pizza. Xà hay già? Pizza. Ừ, xà. Nó kêu là pizza. Pizza. And đó giờ đầu tập biết già hơn. Ribs. Rồi, nhìn thấy gì không? Thấy ribs không? Ai đánh mình á thì mình gọi là đánh loại ribs á. Đánh vô đây một cái là gãy ribs nè. Đấm vô bụng một cái À, là gãy xưa. hai cái ribs. À, thì gọi là ribs. À, Xưa. người ta gọi nguyên cái rib của mình nó gọi là rib cage. Nghĩa là cái hàng xương sườn, hai cái xương sườn hai bên này là gọi là rib cage. Cage là cái lồng. So rib cage là cái hàng xương sườn hai bên. Ha. Đấy. Đấy. Nhìn để biết sau này lỡ có gì tả với bác sĩ. Dạ em đau ngay cái rib. Ha. And ribs. Sandwiches. Sandwiches. Yo. Sandwiches. Yeah. Spring rolls. Đọc được. Spring Spring roll hay roll. là spring roll? Roll. Spring rolls. Nghĩa là gì? Rolls. Vậy là chạy À, giò. roll hồi nãy nói động từ là gì? Mình roll nó, mình nó tạo thành cái tròn tròn á. Vậy roll là gì? Cuốn. À, cuốn. Spring là mùa xuân. Cuốn mùa xuân nghĩa là cuốn chả giò. Bất Khó ngờ hiểu. sushi. 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 Tacos. Tacos. Trời ơi, dân Mỹ nó mê cái này tới mức mà nó in áo hình tacos, nó mà áo con chó cũng có hình tacos, rồi nó hóa trang con chó thành con hình tacos, mắc cười lắm. Nó Costume có cái nó nè. có tìm taco này nó nhiều lắm vậy, cô đang nhiều lắm. Chị cũng muốn có một cái này ghê, nhìn mấy con chó cho có vẻ ẩm thực. Đặt họ làm thôi. Mua trên mạng đầy á, nhưng mà ở Việt Nam nó không có thịnh. Đấy. Okay, so that's some fast food, right? Bây giờ let's see what they eat. Huh. Yes, please. To her party. Listen and read. Lucy's friends come to her party. Wow, great party, Lucy. Thanks, Nick. Are you hungry? Yes, I am. Would you like a cookie? Rồi, ở đây em sẽ có một cái câu mới. Would you like a cookie? Would you like là gì em? Nhưng bạn có muốn, À, bạn thích gì nó không? bằng cái muốn á, nha. Nó bằng với do you want á, nhưng mà hỏi như vậy lịch sự hơn. Nha. Would you like some tea? Would you like a coffee? Would you like some cake? What would you like? Bạn muốn cái gì? Ha. What would you like to eat? Ha. Nhưng mà nhớ cái đời với cái du á, em thành chu. Em đọc vậy cho nó bro nha. Có sách nó chỉ luôn á. What would you like to eat? Would you like to eat? Thí dụ như mình nói would you like to eat cheese hay là would you like to drink tea, là bạn có muốn uống trà không? Do you want tea? Would you like some tea? Đấy. Hoặc mình cũng có thể nói là what would you like to drink? What would you like to drink? Là câu này nghĩa là gì em? What would you like to What drink? do
Bạn có muốn một vài đồ uống gì đó À, bạn không? muốn uống Uống gì đó không? gì? Cái gì đó không? Uống gì? Bạn muốn gì? Ok. So anh này mới hỏi là what would you like a cookie, nghĩa là gì? Would you like a cookie? À, Bạn có muốn bạn muốn một một cookie ok không? Cookie là gì? à. Tin cookie. Bạn với Phương cookie. Ấn quy. Cookie. À, cookie. Đấy, bạn có muốn cookie không? Hoặc là còn gọi là biscuit á. Biscuit. Biscuit. À, biscuit nè. Nào cũng được. And next. Hungry? Yes, I am. Would you like a cookie? Yes, please. Here you are. Here you are. Nghĩa là gì nhớ không? Hồi đó vợ đi làm về đòi tiền cái ném vô mặt. Here Của you bạn are. ai? Take it. Đấy. Here you are nó có hai nghĩa nha. À, dùng here you are, here it is, here you are. Thì hai cái này đều bằng nhau nếu như nó nói là của bạn đây. Ha. Nhưng here you are nó còn có một nghĩa khác nữa là bạn đây rồi. À, here you are, bạn đây rồi. Đấy, nó hai nghĩa. Còn here you go nữa thì là here you go. Here you go. Nghĩa là đây nè. Ha. Của bạn đây. Nó cũng là here you go, cũng là của bạn luôn. Nhưng khi mà em thêm again vô nó lại nghĩa khác nữa nha. Here you go again. Đấy, nghĩa là bạn lại vậy nữa. Đấy, mình lại go, mình lại vào cái vấn đề đó tiếp. Nghĩa là mình cứ nói tới cái vấn đề đó tiếp. Là here you go again. Nữa rồi đó. Nữa rồi đó. À, here we go again. Tụi mình lại như vậy nữa rồi. Đấy. À, căng lắm. Here we go again lại là chúng ta lại lên đường. Nếu như nói về một cái ngữ cảnh khác nữa. Yeah. Rối chưa, rối chưa. Thôi đừng nói nữa. Thôi chị hãy im đi. Tôi mệt quá. Chị đừng nói nữa. Hey Lucy. Hey Tom, are you thirsty? Yes, I am. Hỏi gì à? What did you ask? Are you? Hey Lucy. Hey Tom, are you thirsty? Are you làm gì? Hey Lucy. Hey Tom, are you thirsty? Bị gì? Hey Lucy. Hey Tom, are you thirsty? Khác hay là đó? Hungry hay thirsty? Hey Lucy. Hey Tom, are you thirsty? 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 À, rồi. Hungry, thirsty. À, hungry, thirsty. Ngoài ra mình còn có một cái chữ như là starving, I'm hungry, I'm thirsty, I'm full. Ok, đây. Đấy, đây là các giai đoạn của mình ha. Đầu tiên là muốn chết đói rồi. I'm starving, I'm hungry, I'm thirsty. Xong ăn, em ăn hết rồi xong em full. Ok, đây. I'm starving, I'm hungry, I'm thirsty, I'm full. Đã muốn chết. Chết đói á. And đọc giùm chị ha. Starving. 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 Ê, à. Khi nào em đói quá thì mình nói câu này. Đấy, làm lố, làm quá. Đây, I'm starving. Rồi. Starving. Đây, rồi xong. Starving. Xong đến Starving. mình nói là I'm hungry. À. Hungry. What's for dinner? I'm starving. What's for dinner? Tôi đói quá. Tối nay ăn gì? Ăn hamburger. And next, I'm Hungry. I'm hungry. hungry. Okay. Thirsty. Thirsty. Full. I'm full.
Full. Nó u ngắn vậy mà nhưng mà có nhiều trường hợp nó đọc như ô vậy. I'm full or dot. I'm full. Còn đọc dấu chấm nữa chứ. I'm full. I'm full. I'm full. I'm full. Yes. U ngắn thành ơ ha. Nên tôi đầy á, full là em nhìn vô cái bình xăng xe em nó sẽ có chữ full, đúng không? Với lại chữ empty là một bên F, một bên E. Empty là trống rỗng, là hết bình đấy. Rồi full nghĩa là full, nghĩa là đầy, nghĩa là tôi đầy cái bụng là tôi no hết rồi. Ha? You don't want more food. You're full. Khi mà em không muốn thêm đồ ăn. Đấy. More là em cũng biết chứ hả? You want more? Em có bao giờ nói khách gì không? You want more? Có muốn nữa không? Hả? Yeah, you want more. À quên, em làm bên chicken mà em đâu phải làm nail đâu. Chicken nào làm nail. Đó là you want more. You want more. Rồi. You want more. More. Okay, then. Yes, I am. Would you like some milkshake? Yeah, what did you ask? Yes, I am. Would you like some milkshake? Nó mời vậy, would you like some? Would you like hay là would you like nha em? Em. Would you like some milkshake? Em. Would you like some milkshake? Would you like some cái gì? Mình có muốn một chút? Yes, I am. Would you like some milkshake? Milkshake hay là tea? Em. Would you like some milkshake? Milkshake hay là tea? Yes, I am. Milkshake. Would you like some milkshake? Yes, milkshake. Would you like some milkshake? Nghĩa là gì? Bạn có muốn một chút nhạc? Milkshake nhạc. Chứ không phải là music. Huh? Yes, I am. Would you like some milkshake? Rồi chứ. Milkshake. À, chứ không phải tâm hồn music. Rồi thấy đâu người ta cũng give me some music please. hands up in the air. Yes, I am. Would you like some milkshake? Oh yes, please. Yes, please. No thanks. Yes, please. Hello, Cody. Are you hungry? Yes, I am. Would you like a sandwich? Yes, please. Hỏi gì á? Mời gì á? Would you like some sandwich? Sandwich. Đếm được phải ờ vô ha. Yes, I am. Would you like a sandwich? Rồi, nói sao? Yeah. Would you? Are you hungry? Yes, I am. Would you like a sandwich? Would you like a... Yes, I am. Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? Like a sandwich. No. Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? Này, em phải nè. Like a sandwich. Would you like a sandwich? Yeah. Would you like a sandwich? A sandwich. Chờ là chờ vô thanh á. Chờ chó là chờ vô thanh á. Sandwich. 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 Yes, please. Yes, please. Yes, please. Are you thirsty? Hỏi gì á? Are you? Đó hay khác? Are you thirsty? Are you thirsty? Thirsty. Thirsty. Would you like some tea, Mai? Would you like? Are you thirsty? Would you like some tea, Mai? Would you like? Thằng này nó tên là Mike. You like some? Are you thirsty? Would you like some tea, Mai? You like some tea? That's right. Are you thirsty? Would you like some tea, Mai? Yes, please. Look, Mai, it's Lucy's birthday cake. It's Lucy's? Cái gì của Lucy? Yes, please.
Look, Mai, it's Lucy's birthday cake. What's that? It's Lucy's? Look, Mai, it's Lucy's birthday cake. Cake, cake, you know? Look, Mai, it's Lucy's birthday cake. Birthday cake, là bánh gì? It's Lucy's birthday cake. It's Lucy's birthday cake. Yo. It's Lucy's birthday cake. Okay, birthday. Sáng này đi tuyển bộ em. Nói em phải âm được chữ birthday không? Đọc thử. Nếu nó đọc được thôi đừng quên nha. Birthday. 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 Lấy lưỡi ra birthday. 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 Okay. Yes, please. Look, Mai, it's Lucy's birthday cake. Wow. Let's go. Bánh người ta mà gâu. Later. Gâu, cái gì mà gâu. Rồi. Nghe là thấy đổ rồi đó. Come on, everyone. Let's come on, come on. Now, huh? Come on. Mà nó đọc là con come on thôi. Come on, come on. Thôi nào, nào đi nào, thôi nào. Đấy. À, come on. Và nó viết á, nhiều khi nó viết còn cái chừng này nè. Come on là chừng này. Come on. Đấy. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. It'll be fun. It will be fun. Nó viết nhanh thành it'll be fun. À, sẽ vui thôi. Come on. It'll be fun. Come on. It'll be fun. Ừ. Thí dụ như chữ này là it will, nó viết tắt thành it'll. Nha. Yeah. Rồi. And tưng 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 tưng. Yo. Then practice. Practice. Are you hungry? Repeat. Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Would you like a sandwich? No, luôn. Would you like sand? Would you like sandwich? K, chứ không phải là k. K. Would you like? K là k với ờ nè. Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? No, thank you. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Làm biếng thì mình sẽ đọc tờ. Còn đọc đàng hoàng mình phải tờ. Nha. Would you like a cookie? Would you like a cookie? Would you like a cookie? A cookie? A cookie? Yes, please. Yes, please. Are you thirsty? No, I'm not. Are you thirsty? No, I'm not. Thirsty? What? Thirsty? Okay, here we go. Hamburger? Alright, so this is it. Right, yo ha. Are you hungry? Yo, Paul. Em làm Paul đi. I'm Mary. Yeah. Are you hungry? Yes, I am. Would you like a hamburger? Yes, please. Are you thirsty? Yes, I am. Would you like some beer? No. beer. 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 Yes, I am. Yes, 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 please. Người ta hỏi would you like chứ không phải are you? Yes, please. Would you like some alcohol? Would you like some alcohol? Yes, please. Yeah, yeah. And sweet. Would you like some sweet? Em muốn dry sweet không? Chơi chơi mực khô không em? Rồi beer nữa. Okay. Dry sweet. Dry squid. Yeah, dry squid. Đấy, con mực khô. Yo. Con mực bị làm khô. Dried squid. Dried squid. Nó là sờ cờ quýt á. Squid. Squid. Phải đọc là squid.
Great. Try giống như fry đúng không? Cái này là dried. Dried. Dry là bị khô, bị làm cho khô. Dried squid. Yo. Dried squid. Cái này ở ngoài Đà Nẵng em thì đầy mà ha. Yeah. Để vài bữa chị làm, chị làm vài con khô 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 cháo béo cho chị em. Nhà chị đầy. Ok, are you hungry? Khô gì? Khô chó béo. Khô gì vậy? Khô chó béo. Khô chó béo. Ừ. Mấy con chó mập nhà chị á. Đó, để chị ép nó ra cho em. Are you hungry? Mua phật. Tiền tài. Nghe buồn quá. Em chỉ có hình chị để chị giới thiệu cho em mập mập cỡ này được không? Mập cỡ này được không? Mập cỡ này được rồi ha. Hơi, thật được rồi đó. Hơi nhiều mỡ đó. Nhưng mà già lắm em thôi tha đi. Già lắm. Dạ rồi. 12, 13 năm hết rồi. Okay. So, would you like some tea? Are you hungry? What would you like to eat? Huh? What would you like to eat? What would you like to eat? Now? Hmm? What would you like to eat now? Dạ muốn ăn gì? Do you want soup, ice cream, soda, spaghetti, chicken, cake, fish, coffee, vegetables, cookies, candies, pizza, hamburger. What would you like to eat? I cook you like. Rồi, mình sẽ trả lời là I like some. I'd like some, nhưng mà nói nhanh thành I like some. I like some. I like some cook noodles, rice, or pizza. Noodle. Okay. Do you like? Would you like some rice and fish? Would you like some rice and fish? Rice and fish, no? Rice and fish. No. No? No, no. No. Thank you. Okay. Would you like some? Would you like a cartoon of apple juice? A carton of apple juice. Một carton of apple juice là một cái gì em? Cái hộp này nè. Là một cái hộp. Sữa. Nên mình hộp sữa giấy á. Hộp sữa nhẹ. Carton là hộp cà tông á. Nước táo. Quên hộp nước táo. Would you like a carton of apple juice? Không? No. No. What would you like to drink? What would you like to drink? Dạ, em muốn uống bia. Hỏi hoài. Nói đi, em muốn uống bia. Biết rồi, hỏi. Nói đi, em muốn uống bia. I like some... I like some beer. I like some beer. Hỏi hoài mắc mệt. Okay. And đừng hỏi nữa nha. So here we go. Mình có nào, what would you like to eat or drink? I like some hot dogs, some cake, some noodles, fish. Okay. I like some some vegetables. Huh? Here we go. Để mình xem nha, coi có người ta có nói không? Người ta có. Okay. A glass of orange juice. A glass of orange juice là gì em? Một ly hay một cốc? Yeah, một cốc. Một ly. Ly thủy tinh. Rồi, a carton of lemonade. Một ly. Một hộp nước chanh. Lemonade. A bar of chocolate. Là một thanh sô-cô-la. And a packet of biscuits. Là một hộp bánh bánh biscuit nha. Ở đây nó không có... bây giờ cái này em điền được nè. Cái này nó không có bài nghe buồn thế, buồn thế. Chỉ có trang bài nghe luôn á. Rồi, wait a minute. Bây giờ em thử điền cái này vô cho cháu nha. What do English children usually eat nowadays? Đấy. Dạo này, thời này thì con nít người bên Anh á, thì thường ăn cái gì? At... chấm chấm, Jim goes to a shop and buys a... At cái gì? Food nè, healthy, eat sandwich, lunch, at gì?
vào lúc nào mà đi buy mua đồ? At food được không? Hay là at healthy được không? At At lunch. Ok. Rồi đọc tiếp em. lunch she Goes goes to to a shop a sharp and shop and bây giờ gì? Buy the food. Food. Bây giờ food được không? Food không đến được. Bây gì mà đếm được á? Food healthy là lành mạnh, là lành mạnh tính từ eat sandwich. Vậy bây giờ gì? Sandwich. À, bây giờ sandwich. Chờ vô. Sandwich. Rồi. Sandwich. Some chocolate. 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 Rồi. Chocolate. And some milk. Okay. Some of his friends buy Còn buy gì nữa? Food. 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 Rồi gì nữa? Food at the shop. Shop. To. Some of the sandwiches. Sandwiches. Are healthy, lành mạnh. Ha. So mình có health, healthy, unhealthy, good for health, healthy food, unhealthy food. Okay. Okay nè, tính từ nè. Unhealthy là không lành mạnh, good for health là tốt cho sức khỏe, healthy food và unhealthy food ha. Health là sức khỏe, là danh từ, là viết chữ N chứ, là noun, danh từ nè. Healthy là lành mạnh hoặc là khỏe mạnh, là mình, là mình người là healthy nè em. Đấy, nhìn giống heo á, không khỏe mạnh. không khỏe mạnh hoặc là không lành mạnh nha. Rồi, còn good for health là tốt cho sức khỏe, và healthy food là thực phẩm lành mạnh, và unhealthy food là thực phẩm không lành mạnh. Thí dụ như là beer, đúng không? Đúng beer. Beer unhealthy, beer. Đúng không? Nhưng mà good. Good but unhealthy. healthy food nè. Can you tell me some healthy food? Cho chị biết healthy food là một số loại nào đâu. Liệt kê xem. Healthy food thứ nhất là bơ. Bơ là cái gì? Avocado. Avocado. Advocator. Avocado. Ôi trời, dễ hả? Avocado. 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 Trời, giờ mới biết đọc á. Avocado. Avocado. Yes. Rồi là healthy food ha. Rồi, chanh. Chanh là lime. A lime. Giống như Thai âm á. Thì lime. Rồi, đậu. Quý ngài Mr. Beans. Beans. Pea là đậu gì ta? Peas là đậu Hà Lan. Rồi. Rồi dưa leo. Cucumber. Rồi, unhealthy food kể ra một vài thứ, khoai tây chiên.
chiên phở French fries, fries. Kẹo Yeah. Kẹo. candy hoặc là Candy, candies. candy. Rồi bắp rang bơ. Bắp là gì? Đó là putter. Không, Putter. hồi nãy bắp rang bơ Yeah. là pop cái gì? Popcorn. Corn này là bắp nè. Bắp thì rất healthy nhưng Popcorn. rang bơ lên hết healthy. Giờ chị hỏi em nha, rau, vegetables, đúng không? Nên này gọi chính Yeah. xác là lettuce. Có nghĩa là cái rau đó 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 đó, salad đó. Lettuce. Lettuce. Do em. Lettuce. Lettuce. Sờ ra. Lettuce. Lettuce. Cơ ý là sờ nè. Lettuce. Rồi, mình nhìn cái hình nha. Lettuce là healthy, thịt á. Nếu mà thịt không mỡ thì healthy. Kẹp lại hết healthy. Kẹp lại hình cái hamburger là hết healthy. Thật là bất công quá đi. Đấy, thì đây là một số loại biscuits nè. Đấy, rồi chips nè. Đấy, thì nó không healthy ha. Rồi, and okay, so what would you like for lunch? What would you like for... quay lại với bài này. So, some of the sandwiches are... Như thế nào? Healthy, đúng không? But some aren't. School meals, meals are healthier. Meals là bữa ăn nha. Đây, đây thí dụ là Meal, meal, meal. meal. Một ngày mình ăn mấy meals? Hả? Yeah. Meal. Three. Three, okay. Nếu mình ăn luôn bữa tối á, thì nó sẽ gọi là supper. Bữa khuya á, gọi là supper. Tối Yeah. khuya hoặc là bữa tối nhẹ á, thì em mới gọi là supper. Có thỉnh thoảng có những người người ta gọi supper thay cho dinner luôn. Nhưng thường cái gì mà nó nhẹ thì nó mới là supper. Supper. Yeah. Supper. Đọc đi em. Super. Sup. Sup. Yes, còn Sup. super là siêu nhân á, thì mới là super. Mất một chữ bờ. Super, super. Super strong. Super. Huh? Rồi, and hết rồi. But Jim and his friends never eat. Right? Còn gì nữa đâu Eat. chọn. At the school canteen, canteen cafeteria. Đấy, hai cái này bằng nhau là nhà ăn. Canteen cafeteria. Yeah. Canteen. Canteen. Cafeteria. Yes, này ngoài nhà ăn thì nó còn là quán tự phục vụ nữa. Ha. Tự tới lấy đi. Ha. Rồi đọc em. Học lại gì? Patio English. Wow. Gì Ở vậy? dưới. Nhiều gì At. vậy? À đúng At rồi đó, lunch. đúng rồi đó. What do English children usually eat nowadays? Nowadays là ngày hôm nay nha. Nowadays, thời nay. Now. Nowadays. Nowadays. Bằng today, bằng Nowadays. these days, ha, bằng thời nay. Nowadays. Đấy. Rồi. Vô. At lunch, Jim goes Jim goes to to a shop and buys a sandwich, some chocolate and chocolate. 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 Nó chỉ có hai từ thôi. Chocolate. Chocolate. Nowadays, Chocolate. 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 Nghĩa là em Chocolate bỏ chữ cái and O ha. Em là viết là chocolate nhưng mà đọc quá chỉ là chocolate. 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 Okay. Chocolate. And Chocolate and some milk. Some of his friends buy food at the shop to some of the sandwiches. sandwich
Sandwiches. Sandwiches are. Sandwiches are healthy. 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 But some aren't. Aren't. Another aren't. Aren't. School meals. School meals are healthier. Healthier. Là lành mạnh hơn. But nhưng á, but Jim and his friends never eat at the school canteen. Okay, that's very good. Thank you. Về nhà dịch bài này nha em. Yeah. Okay. Lấy lời hứa khách hàng. Khách hàng nhớ làm nha khách hàng. Giống như mấy công ty tín dụng vậy. Dạ, anh có hứa anh đi đóng tiền không anh? Đó, hứa xong thu âm lại. Cho bữa anh hứa là sao anh không đi đóng. Đấy. Thu âm rồi nha. Nhớ thôi. Thank you. Okay, bye chị. Thank you chị. Thank you. Bye, see you. Chị.